Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong phần thứ 12 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn, mời quý vị cùng với chúng tôi nhìn lại một giai đoạn đen tối nhất của miền Nam Việt Nam dưới thể chế đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Về phương diện chính trị quân sự thì Hà Nội đã chủ tâm bội ước Hiệp định Paris, xua quân Cộng sản Bắc Việt tấn công thô bạo, xâm lăng miền Nam Việt Nam. Trong khi người bạn đồng minh Hoa Kỳ không những rút quân thi hành chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, mà còn cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự cho Việt Nam, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải chiến đấu trong đơn độc, đến cạn máu để bảo vệ miền Nam, xã hội thì bất ổn, rối loạn với các cuộc xuống đường của Phật giáo đòi tự do tôn giáo, của các thanh niên, sinh viên học sinh, của quý linh mục, dân biểu, ký giả dưới danh nghĩa đòi cơm áo, tự do bình đẳng xã hội, tự do báo chí, chấm dứt chiến tranh. Mặt khác thì Hoa Kỳ với mật ước của Trung Cộng để Hải quân Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa vào đầu năm 1974. Trong bối cảnh ngục lửa của căn nhà thân yêu miền Nam Việt Nam còn non trẻ, với khát vọng tự do, dân chủ, thì vị trí báo chí miền Nam đứng ở đâu hay cũng phải hòa chung vào mệnh nước. Kính mời quý vị theo dõi qua tường thuật nhận định của nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa ông, trong lúc Hà Nội xé bỏ cái Hiệp ước Paris, tiếp tục tấn công quân sự xâm lăng miền Nam, còn Hoa Kỳ thì thi hành chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, không những rút quân ra khỏi Việt Nam mà còn cắt ngân sách viện trợ quân sự cho Việt Nam. Ở trong nước, xã hội thì bất ổn với những cuộc xuống đường hàng ngày. Trong khi đó, về vấn đề quân sự thì có hải chiến và Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa như ông đã nói. Thì theo ông, những người theo đuổi nghiệp làm báo vào lúc đó có được đào tạo và trang bị đủ về ý thức cũng như là đạo đức của một người làm công tác truyền thông trong một đất nước mà đang như là bốc cháy vì những cái áp lực chung quanh như vậy hay không? Và ngoài ra còn phải đối đầu với chiến dịch tuyên truyền tinh vi và chiến thuật phá hoại của Việt Cộng, thưa ông? Báo chí, thứ nhất, báo chí không được huấn luyện làm những cái chuyện đó. Báo chí chúng tôi lúc đó tuy là có các nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, nghiệp đoàn ký giả Việt Nam, hội ái hữu ký giả, hội chủ báo, nhưng mà các cái tổ chức này thuần túy về vấn đề sinh hoạt xã hội, bảo vệ lẫn nhau hay là giúp đỡ lẫn nhau, chứ không có cái tính chất cách xây dựng nghề nghiệp, huấn luyện báo chí. Như tôi đã nói hồi đầu là thời Việt Nam Cộng Hòa không có trường dạy làm báo. Người ký giả, phần lớn lớp chúng tôi đều học qua cách thức truyền khẩu, học lẫn nhau. Tôi có may mắn học từ những người ký giả ngoại quốc. Thành ra cái lối viết, phân tích của tôi dựa theo cái tiêu chuẩn của quốc tế và dựa theo những cái lối trình bày của báo chí quốc tế. Còn phần lớn những nhà báo Việt Nam vào cái thời buổi đó cũng như trước đây đều chính quyền nói sao thì tường thuật làm vậy. Đi phỏng vấn người này, người nọ, người kia cũng sẽ đăng, nhưng không phải là không đăng, nhưng mà gạn lọc lại để làm sao những cái lời nói đó không có va chạm đến những cái vấn đề an ninh, vấn đề chỉ trích cá nhân của lãnh đạo hay của quốc hội vân vân, để có thể gây thiệt hại cho tờ báo về phương diện vật chất. Thế là cái người làm báo vào lúc đó khó khăn lắm, khó khăn y như cái tình hình xáo trộn từ 68 bị tấn công, rồi qua cái mùa hè đỏ lửa Việt Cộng mở một cuộc tấn công quân sự toàn diện lần thứ nhất sau khi Tết Mậu Thân.
thì chúng ta thấy là chiến trường miền Nam hết sức khó khăn. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong cô đơn, không còn được máy bay Mỹ yểm trợ ném bom, trọng pháo Mỹ cũng thế. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa kêu gào mãi thì những cái quả hỏa tiễn đó được bắn từ ngoài khơi Việt Nam đi vào, thì ngoài khơi Việt Nam đi vào thì làm sao mà trúng được, mà có trúng chăng nữa về sau này mình mới biết là tình báo của Việt Cộng, tình báo của Nga, của Trung Cộng báo hết cho bên phía Việt Cộng, họ di chuyển hết khỏi những cái vị trí đó, thành ra không ăn thua gì cả. Cái miền Nam là một nạn nhân, mà báo chí cũng là một nạn nhân trong cái cuộc chiến đó, là không có được hành nghề một cách thoải mái, tự do, phải bị gò bó, phải bị ràng buộc, phải bị tự mình kỷ luật mình, thành ra thiệt thòi đủ thứ. Và cái sự quan hệ giữa báo chí với cuộc chiến nó dính liền với vận mệnh của đất nước, như anh Công nói nhiều lần là tình hình chính trị bị sa sút thì tất nhiên đời sống người dân miền Nam cũng bị sa sút, và người dân miền Nam bị sa sút thì báo chí cũng bị sa sút. Báo chí không có bán được, báo chí không có hành nghề được, báo chí phổ biến hạn chế, đâu có đưa đi các tỉnh được. Chiến tranh bị phục kích, bị đào đường, bị đào hầm trở ngại lưu thông, báo chí mà 24 giờ đồng hồ không đến tay độc giả là vứt đi rồi, không còn ai muốn đọc nữa. Thành ra đấy, cái khổ là khổ chung. Nói chung cái cuộc chiến tranh nó gây ra khổ toàn diện cho người Việt mà chống cộng sản. Kính thưa quý vị, đặc biệt là trong chương trình phát hình hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị tài liệu Văn học Việt Nam và vai trò của báo chí thời Pháp thuộc qua trích đoạn bài viết của giáo sư danh dự Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản, Kawaguchi Kinichi, qua tựa đề Tự lực văn đoàn và văn học hiện đại Việt Nam. Kính thưa quý vị, về văn học Việt Nam, những tạp chí đóng góp vai trò quan trọng trong sự thành hình văn học hiện đại trong thời kỳ đầu thế kỷ thứ 20 là Đông Dương Tạp chí từ năm 1913 đến năm 1919 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút và tạp chí Nam Phong của chủ bút Phạm Quỳnh. Nguyễn Văn Vĩnh dịch rất nhiều tiểu thuyết hiện đại Pháp để đăng trên Đông Dương Tạp chí. Còn Phạm Quỳnh thì ngoài tác phẩm văn học Pháp ra cũng viết nhiều bài khảo cứu về những lĩnh vực như triết học, lịch sử và chính trị của Pháp. Một trong nhiều khảo cứu về văn học của Phạm Quỳnh có bản bàn về tiểu thuyết viết vào năm 1921, và bản này dễ đọc, dễ hiểu, đầy sức thuyết phục, góp ích để cho người Việt Nam lúc bấy giờ suy nghĩ cách kết cấu tác phẩm và quan niệm về văn học. Có thể nói, luận thuyết này rất quan trọng trong những luận thuyết bàn về văn học lúc bấy giờ. Những nhà văn đóng góp công lao lớn nhất cho sự hình thành văn học hiện đại Việt Nam là nhóm tự lực văn đoàn. Trong đó có thành viên là những nhà văn như Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mở, Thế Lữ. Sau đó có thêm hai nhà văn Xuân Diệu và Trần Tiêu tham gia. Và cũng có những cộng tác viên như Trọng Lan, Đoàn Phú Tứ, vân vân. Báo Ngôn Luận của tờ Tự Lực Văn Đoàn là báo Phong Hóa và báo Ngày Nay. Phong Hóa số 1 được ấn hành vào ngày 16 tháng 6 năm 1932 do Phạm Hữu Ninh chủ trì. Sau đó, Nhất Linh thay thế Phạm Hữu Ninh chủ trì từ số 11 ngày 22 tháng 9 năm 1932 của báo này. Nhóm Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh đứng đầu được thành lập vào năm 1933. Tuyên ngôn và tôn chỉ của nhóm này được đăng trên Phong Hóa số 87 ngày 2 tháng 3 năm 1934. Phần đầu tuyên ngôn là như sau. Tự lực văn đoàn họp những người đồng chí trong văn giới. Người trong đoàn đối với nhau cốt có liên quan về tinh thần, cùng nhau theo đuổi một tôn chỉ, hết sức giúp nhau để đạt được mục đích chung, hết sức che chở nhau trong những công cuộc có tính cách văn chương và tôn chỉ gồm có 10 điều như sau. Thứ nhất là tự sức mình làm ra những cuốn sách có giá trị về văn chương, chứ không phiên dịch sách nước ngoài. Nếu những sách này chỉ có tính cách văn chương thôi,
mục đích để làm giàu thêm văn sản trong nước. Thứ hai, soạn hay dịch những cuốn sách có tư tưởng xã hội, chú ý làm cho người và cho xã hội ngày một hơn thêm. Thứ ba, theo chủ nghĩa bình dân, soạn những cuốn sách có tính cách bình dân và cổ động cho người khác yêu chủ nghĩa bình dân. Thứ tư, dùng một lối văn chương giản dị, dễ hiểu, ít chữ nho, một lối văn thật, có tính cách an nam. Thứ năm, lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời, có trí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ. Thứ sáu, ca tụng những nét hay, vẻ đẹp của nước và có tính cách bình dân, khiến cho người khác đem lòng yêu nước một cách bình dân, không có tính cách trưởng giả quý phái. Thứ bảy, trọng tự do cá nhân. Thứ tám, làm cho người khác biết rằng đạo Khổng không hợp thời nữa. Thứ chín, đem phương pháp khoa học Tây Phương ứng dụng vào văn chương An Nam. Thứ mười, theo một điều trong chín điều này cũng được, miễn là đừng trái ngược với những điều khác. Tự lực văn đoàn là nhóm văn học đặc sắc, đa dạng, đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong quá trình hình thành văn học hiện đại Việt Nam. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem phần 13 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu ngày 24 tháng 11, 2023. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.